Bây giờ mình sẽ quẹo phải, mình đi qua cầu Thủ Thiêm 2. Đó. Nếu đi thẳng là mình ra hầm vượt sông Sài Gòn. Bên phải đi cầu Thủ Thiêm 2 để qua trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm quận 1. Cây cầu này là nó có phong cách như dạng châu Âu vậy đó. Cây cầu dây dăng. Mình cũng thường xuyên qua đây mỗi ngày, nhưng mà cũng hôm nay thì cũng quay lại cái clip này để gửi đến tất cả mọi người, những ai chưa đến đây chiêm ngưỡng. Hiện tại bây giờ ở đây nó rất phát triển rất là mạnh. Những tòa nhà cao chọc trời. Dân Thủ Thiêm ở đây chắc cũng không có bao nhiêu, đa số là những dân khác, mà những dân những người nước ngoài tới đây rất là nhiều, Nhật và Hàn Quốc. Cây cầu Thủ Thiêm 2 bắt từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh quận 1 đi ra ngoài Mai Chí Thọ xuống sông Sài Gòn. Cây cầu dễ dàng rất là đẹp ở sông Sài Gòn. Đây, sông Sài Gòn. Cây cầu Thủ Thiêm 2 này ngày trước là nó nằm trên đường là Tôn Đức Thắng. Hai bên có hai hàng cây rất là đẹp. Hai hàng cây cổ thụ. Khi mà thành phố Hồ Chí Minh có quyết định chặt bỏ những cái cây đó, nhiều người dân đã rất là tiếc, có người họ khóc luôn. Đó, chúng ta đang đi trên cầu Thủ Thiêm 2, ở dưới phía dưới là đường Tôn Đức Thắng. Ngày xưa có hai hàng cây bên rất là mát, rất là đẹp, hàng cây cổ thụ rất là to bự. Tình cờ nếu mà quý vị có ai xem được cái video mình gửi lên trên kênh Anh Tài Xế YouTube, mọi người có xem thì thương tình bấm cho mình một like, một cái đăng ký để tạo niềm vui cho cuộc sống thôi. Đây, hướng này là ra Lê Dũng thì về đại sứ quán của Mỹ.